Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, giải mưa rông tập trung chính cho các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế của miền Trung. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận mưa giảm nhanh, chỉ còn xảy ra ở một vài nơi như là tại Đà Nẵng, Quảng Nam hay là Bình Thuận trong sáng sớm nay. Do trời nhiều mây có mưa, độ ẩm không khí tăng cao nên nhiệt độ trưa chiều tại các tỉnh phía Bắc miền Trung giảm hơn hẳn so với 24 giờ trước đó, chỉ còn dao động từ 30 cho đến 32 độ. Các tỉnh còn lại của phía Nam lại có xu hướng tăng cao với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận là từ 32 cho đến 34 độ. Gió mùa Tây Nam có xu hướng bắt đầu giảm dần về cường độ. Ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mây sẽ giảm bớt, mưa dông từ lúc trưa chiều tiếp tục xảy ra nhiều nơi. Tuy nhiên, số điểm có lượng mưa vừa đến mưa to khả năng giảm và thu hẹp lại cả về diện mưa và cường độ so với những ngày trước đó. Nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam biến động không nhiều, hoặc có thể tăng nhẹ khoảng 1 độ vào lúc trưa chiều đối với các tỉnh miền Tây của Nam Bộ. Ngược trở ra với khu vực Bắc Bộ, trời sẽ có nhiều mây tại các tỉnh ven biển và đồng bằng của khu vực và khả năng sẽ có mưa cao xảy ra vào sáng nay, sau đó thì sẽ giảm dần. Nhiệt độ trưa chiều giảm đi so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Riêng vùng núi và Trung Du vẫn có mây thay đổi, trong ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ tăng hơn từ 1 đến 2 độ. Đêm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông một vài nơi, nhiệt độ lúc này giảm về khoảng từ 25 cho đến 28 độ nên thời tiết dịu mát hơn. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong xu thế của các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nên ngày hôm nay thủ đô Hà Nội sẽ nhiều mây, mưa có khả năng xuất hiện trong thời điểm rạng sáng, đến trưa chiều có nắng yếu gián đoạn, nên nhiệt độ tại khu vực không tăng cao, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ 32 cho đến 33 độ, về đêm giảm dần xuống mức 26 cho đến 27 độ, cùng với độ ẩm không khí trung bình dao động từ 75 cho đến 95%. Nhìn chung mức nhiệt độ trong những ngày vừa qua tại thủ đô vẫn còn ở mức khá dễ chịu và không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Thành phố Hải Phòng trời cũng nhiều mây, có mưa rào tập trung vào lúc đêm và sáng, cho nên khi ra ngoài vào thời gian này thì quý vị nên cân nhắc và mang theo các vật dụng tránh mưa cần thiết để đảm bảo cho sức khỏe. Sau khoảng 9 giờ sáng thì thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động thông thương và mua bán của người dân. Nhiệt độ trưa chiều tại thành phố Cảng chỉ trong khoảng 32 độ, về đêm thành phố có mưa rào nhẹ nên nền nhiệt độ hạ xuống ngưỡng mát mẻ. Tại thành phố Đà Nẵng, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của giải thời tiết xấu đi qua Nam Trung Bộ, nên trên khu vực liên tục có mưa dông, trời nhiều mây và tiết trời cũng trở nên mát mẻ hơn. Dự báo trong ngày hôm nay, thành phố sẽ có nhiều mây vào sáng sớm. Mưa rào có khả năng tiếp tục xảy ra nhưng với lượng không nhiều. Đến trưa chiều, thời tiết tại thành phố có mây thay đổi, không mưa, nắng yếu xuất hiện và nhiệt độ lúc này tăng lên từ 31 cho đến 33 độ. Thời tiết ôn hòa và dễ chịu. Dự báo trong những ngày tới, thành phố sẽ giảm dần đến hết mưa nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Tại thành phố Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột, thời tiết trong ngày vẫn nhiều mây, tuy nhiên mưa dông có lượng giảm đi so với những ngày trước đó, chỉ còn xảy ra trong khoảng chiều tối và đêm nay. Nhiệt độ trưa chiều tại thành phố chỉ từ 28 cho đến 30 độ, đến tối và đêm giảm dần xuống mức 22 cho đến 24 độ, cùng với độ ẩm không khí trung bình dao động trong khoảng từ 70 cho đến 95%. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, mưa dông tại thành phố tiếp tục giảm, ban ngày trời bắt đầu có nắng nên nhiệt độ tăng nhẹ và thuận lợi trở lại cho cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Do chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên tại thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ có mưa rào. Thời điểm mưa lớn sẽ xảy ra trong khoảng trưa chiều, do vậy mà mức nhiệt độ cao nhất tại thành phố không vượt quá ngưỡng 33 độ, về đêm hạ dần xuống 25 đến 26 độ, tiết trời mát mẻ dễ chịu. Do khu vực vẫn đang trong những tháng mưa, cho nên người dân cần luôn thận trọng khi tham gia giao thông. Đến với thành phố Cần Thơ, thời tiết ngày hôm nay đôi lúc có nhiều mây, mưa rào có khả năng xuất hiện từ khoảng trưa chiều, khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày ở dưới ngưỡng 32 độ. Về đêm thì thành phố không mưa nên nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 24 độ, cùng với độ ẩm không khí trung bình lúc này ở vào khoảng 93%. Tuy mưa có lượng không nhiều nhưng trời nhiều mây và độ ẩm không khí còn cao nên vẫn chưa thuận lợi cho việc hong phơi đồ đạc của người dân thành phố. Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết hiện nay là thời kỳ cao điểm của dầy nâu trưởng thành di trú với mật độ rất cao, cho nên bà con nông dân cần tích cực thăm đồng và đề ra các biện pháp phòng tránh hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.